Chị Vivi xin chào các em. Các em ơi, kẹo mút Noel là một món quà rất là dễ thương cho ngày Noel đấy. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm món quà này để tặng cho người thân nhé. Vậy là chị đã hướng dẫn chúng mình làm xong chiếc kẹo mút Noel rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.